Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng ngày 3 tháng 3, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong ngày ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm ngày 3 tháng 3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Gần sáng và ngày 4 tháng 3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 m nên trong ngày 3 tháng 3 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm ngày 3 tháng 3, do kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ trưa ngày 4 tháng 3 ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 4 tháng 3 trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ C.